Ngày 12 tháng 5, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Phạm Văn Phúc, sinh năm 1996, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cụ thể, qua giao dịch mua bán hàng, đối tượng Phạm Văn Phúc đã gửi tin nhắn thanh toán số tiền cho bị hại là 16 triệu 500 000 đồng, nhưng trên thực tế chỉ là 16 ngàn 500 đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Văn Phúc, sinh năm 1996, trú tỉnh Ninh Bình khai nhận, thông qua ứng dụng Facebook và công cụ tìm kiếm Google. Phúc thường nhầm vào những người có các cửa hàng điện tử, điện lạnh lớn hay giao dịch mua bán qua mạng xã hội. Đối tượng hỏi mua hàng và chuyển tiền qua các ứng dụng chuyển tiền, sau đó chỉnh sửa thông tin chuyển tiền, gửi lại cho chủ cửa hàng đây, xác nhận việc mình đã chuyển tiền thành công. Cụ thể, có trường hợp Phúc chỉ chuyển 16.500 đồng nhưng chỉnh sửa thông tin thành 16,5 triệu đồng từ cuối tháng 12 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, ngoài lừa đảo tại tỉnh Thái Bình, Phạm Văn Phúc còn thực hiện lừa đảo nhiều bị hại ở các địa phương khác như Hải Phòng, Hưng Yên. Tổng số tiền chiếm đoạt vào khoảng 70 triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân. Được biết, đối tượng Phạm Văn Phúc đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàn trữ trái phép chất ma túy.